Cha Candido, ngài là một linh mục, ngài có quyền năng trừ quỷ nổi tiếng ở tại Roma. Và câu chuyện xảy ra khi ngài làm phép trừ quỷ cho Giovanna. Và thực sự, câu chuyện khá là bất ngờ. Nhiều người đang lần hạt thì Giovanna rằng lấy cỗ chẳng hạt, vừa bước xé ra từng khúc vừa rít lên rằng: "Coi đây, ta làm gì với các ngươi và với việc sùng kính của các mụ già?" Lúc đó cha Candido, ngài đeo vào cổ Giovanna một sâu chuỗi lớn, nhưng chị ta không thể chịu nổi, cứ ngoắc đầu và cổ tứ tung, sặc sụa giận dữ. Cha Candido, ngài thách thức: "Hắn ngươi sợ việc sùng kính của các bà già chắc?" Satan hét lên: "Nó thắng tao." Cha nói tiếp: "Bởi vì ngươi đã dám xúc phạm đến chàng hạt mân côi của Đức Maria, bây giờ ngươi phải ca tụng chàng hạt ấy. Nhân danh Thiên Chúa hãy trả lời, phép chàng hạt mân côi có quyền phép không?" Nó trả lời: "Nó quyền phép trong mức độ người ta đọc nó cách tử tế." Làm sao để đọc nó cách tử tế? Phải biết chiêm ngắm là thế nào? Chiêm ngắm là thờ phượng, nhưng người ta không được thờ Đức Maria. Phải đúng thế. Người cũng đáng thờ lắm. Rồi nó cầm lấy một hạt trong sâu chuỗi và nói: "Mỗi hạt là ánh sáng và phải đọc cách tử tế, sao cho không một tia sáng nào của ánh sáng đó bị mất đi." Satan đã trở thành một người giảng bất đắc dĩ và ngược với ý muốn của nó về quyền phép của chàng hạt mân côi. Cầu nguyện có thể thay đổi não trạng của chúng ta. Một đời sống thực sự cầu nguyện sâu xa là một đời sống cải biến không ngừng. Cầu nguyện là chìa khóa của mọi sự. Đó là điều Đức Mẹ làm ở Mễ Du. Quan trọng là phẩm chất của cầu nguyện. Như đã chia sẻ, chúng ta phải coi việc cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hàng sống. Chúng ta phải cầu nguyện với đức tin sống động, cầu nguyện tự đáy lòng mình, với tất cả con tim của mình. Cầu nguyện phải trở thành một niềm vui hiện ra ở Mễ Du. Sự có mặt ở đó, Đức Mẹ chỉ ra ý nghĩa. Dạy chúng ta cách cầu nguyện. Trước tiên, Mễ Du là trường dạy cầu nguyện, sau đó trường học sống thánh thiện. Ở trường này, Đức Mẹ dạy ta cách cầu nguyện với cả trái tim, tức là với tình yêu mến. Các con thân mến, không tình yêu các con không thể làm được gì cả. Tình yêu là động lực cho tất cả mọi sự. Không tình yêu, chúng ta thực sự không sống. Bởi thế, chúng ta không thể cầu nguyện nếu không có tình yêu. Trái tim là biểu hiện của tình yêu. Cầu nguyện với cả trái tim có nghĩa là đặt tình yêu lên hàng đầu khi bạn cầu nguyện. Muốn cầu nguyện với trái tim, ta phải có một quyết định. Tôi quyết định dẹp tất cả mọi việc, mọi lo toan, mọi suy nghĩ khác sang một bên. Tôi nhất định tập trung tâm trí vào việc cầu nguyện thưa chuyện trực tiếp với Chúa mà thôi. Tôi quyết định phó thác hoàn toàn thân tôi và cả đời sống của tôi cho Thiên Chúa. Hiện tại, tương lai của tôi đều nằm trong tay Chúa. Như thế mới là cầu nguyện với cả con tim của mình. Làm mọi sự tôi đều quy hướng về Chúa và hỏi ý kiến Chúa và kêu lên Chúa những điều mà chúng ta cảm thấy bất lực, khó khăn. Như thế, nhờ cầu nguyện chúng ta sẽ đánh bại quyền lực Satan, sẽ được hòa bình và cứu rỗi cho linh hồn chúng ta. Các con dư biết mẹ yêu thương các con và mẹ đến đây cũng vì chỉ vì yêu, để mẹ chỉ cho các con thấy con đường bình an và sự cứu rỗi cho linh hồn các con. Mẹ muốn các con nghe lời mẹ và đừng để Satan quyến rũ các con. Satan rất mạnh mẽ, bởi vậy mẹ yêu cầu các con hãy dâng hiến tất cả những lời cầu nguyện cho mẹ để cứu những kẻ đang bị chi phối dưới ảnh hưởng của nó. Hãy làm chứng bằng đời sống các con, hãy hy sinh mạng sống của các con cho nhân loại được cứu rỗi. Do đó, hỡi các con nhỏ, đừng sợ hãi. Nếu các con cầu nguyện, Satan không thể làm hại các con dù chỉ một tơ tóc, vì các con là con Thiên Chúa và người đang trông nom các con. Cầu nguyện và luôn luôn cầm trong tay chàng hạt mân côi như là một dấu hiệu cho Satan biết rằng các con thuộc về mẹ. Cầu nguyện phá tan quyền lực của Satan, và nếu chúng ta cầu nguyện, nó không thể làm hại chúng ta. Đó là lý do tại sao Kitô hữu không sợ hãi trước tương lai, trừ phi họ không có đời sống cầu nguyện. Và nếu họ không cầu nguyện thì thử hỏi rằng họ còn là Kitô hữu nữa hay không. Nếu chúng ta không cầu nguyện, đương nhiên chúng ta sẽ đâm mù quáng trước nhiều điều. Chúng ta không thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, và chúng ta bị dẫn dắt và theo đám đông mà thôi. Chúng ta đánh mất trọng tâm, mất thăng bằng. Đúng vậy, cầu nguyện là chiến đấu với các quyền lực tối tăm, với Satan. Hãy cầu nguyện để chống lại Satan, hãy khoác lấy áo giáp để chống lại nó, và với chuỗi mân côi trong tay, các con hãy chiến thắng nó. Áo giáp chống Satan chính là sức mạnh của lời cầu nguyện của ta. Thế mà phần chúng ta, Đức Mẹ bảo nhiều lần là
không đủ sức chống lại các tấn công của Satan, các con không có khả năng chu toàn các bổn phận của mình vì các con cầu nguyện quá ít. Cầu nguyện có một mãnh lực hầu như vô biên vì nó mặc lấy chính quyền lực của Thiên Chúa, nên nhờ ăn chay và cầu nguyện, người ta có thể chặn đứng chiến tranh và thay đổi các tai họa của định luật thiên nhiên. Trong cầu nguyện, các con sẽ tìm được phương cách để ra khỏi các nghịch cảnh tưởng chừng như không có lối thoát. Lời mẹ nói trên về quyền lực của cầu nguyện và ăn chay để ngăn chặn chiến tranh không phải là một phát minh mới của mẹ đâu. Chúng ta đã nghe thấy biết bao nhiêu lần thuật lại trong Cựu Ước về điều này. Chỉ cần đọc một tích ở sách Sử Biên thứ 2, chương 20 từ câu 1 đến câu 24. Nghe tin một đạo quân đông đảo đến vây đánh vua Jehoshaphat, hoảng sợ, vua kêu gọi toàn thể người Juda ăn chay và tập họp toàn dân lại kêu cầu cùng Chúa. Chính vua cũng đứng giữa cộng đoàn lớn tiếng cầu nguyện, lạy ra về Thiên Chúa. Chúa nắm trong tay uy quyền và sức mạnh. Chúa đã ban cho dòng dõi Abraham đất này, và trên đất này đã xây một thánh điện kính danh Ngài. Chúng con đứng trước đền thờ này đây, trước nhan Ngài trong cơn cùng khốn, chúng con kêu lên Ngài để được Ngài lắng nghe và cứu giúp chúng con. Thần khí ra về xuống trên một người trong dân và nói tiên tri rằng Thiên Chúa đã nhậm lời. Ông nói, các ngươi đừng sợ vì cuộc chiến này không phải là của các ngươi, nhưng là của Thiên Chúa. Trong cuộc chiến này các ngươi không phải chiến đấu, cứ đứng mà xem Thiên Chúa đấng ở với các ngươi sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Nghe vậy, vua và cả toàn dân sắp mình xuống trước mặt Chúa mà thở lại. Sáng mai dân xếp thành hàng trận và đi vào sa mạc đối đầu với địch quân. Thấy dân đi như thế, vua đứng ra và nói, toàn dân hãy nghe ta, Đức Giê-hô-va là Thiên Chúa chúng ta, cứ tin tưởng vào Ngài, các ngươi sẽ tồn tại, cứ tin lời các tiên tri của Ngài, các ngươi sẽ chiến thắng. Vua còn cắt đặt những người mặc phẩm phục thánh vừa đi trước quân binh vừa ca hát, ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Chúa vì muôn ngàn đời Ngài vẫn giữ trọn tình thương. Khi họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi thì Thiên Chúa gieo rắc những mâu thuẫn đối nghịch vào giữa hàng ngũ quân địch, khiến chúng đâm ra tự sát hại lẫn nhau. Khi tới một nơi cao để có thể nhìn xuống sa mạc được, quân binh Juda thấy đám địch quân bây giờ chỉ còn là một bãi tha ma đầy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một tên nào sống sót. Năm 1991 là năm xảy ra nội chiến tàn bạo khủng khiếp bên Nam Tư. Ngày 10 tháng 12 năm 91, trong khi một nhóm người sốt sắng ăn chay cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của cha Slako, thì cô Mariza đến thăm và trao cho họ thông điệp này của Đức Mẹ. Các con thân yêu, chấm dứt chiến tranh đối với mẹ đó là điều quá dễ dàng nếu có thêm nhiều người cầu nguyện như các con đang làm bây giờ. Tức là nếu chiến tranh cứ tiếp diễn không dập tắt được, đó là vì không đủ người cầu nguyện và cầu nguyện như nhóm các người cầu nguyện ấy đang làm. Cầu nguyện phải là cái gì sống động và hoạt động để nó có thể trở thành cầu nguyện trong niềm vui. Không thật là một đời sống thiêng liêng nếu không có niềm vui. Bữa nay mẹ kêu gọi các con hãy năng động trong cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ là nỗi vui. Nếu các con bắt đầu cầu nguyện và mở lòng ra, các con sẽ không nhàm chán vì các con sẽ thấy vui thích cầu nguyện. Nhưng điều cần là chúng ta phải bắt đầu, phải quyết tâm cầu nguyện, rồi Thiên Chúa sẽ hướng dẫn cho ta. Nào hãy bắt đầu, hãy đem cầu nguyện vào đời sống của ta, chớ gì cầu nguyện trở nên cuộc sống của chính con người, là thói quen hàng ngày trong mọi nơi, mọi lúc, mọi việc làm. Hãy tận hiến thời giờ của mình cho Chúa Giê-xu và Ngài sẽ ban cho các con tất cả những gì các con tìm kiếm. Cầu nguyện trở thành cuộc sống, điều đó có nghĩa là làm sao cho đời sống cầu nguyện trở thành hoạt động sẽ đem lại sự sống thật vào trong cuộc sống chúng ta, sẽ làm cho chúng ta sống động, thực sự sống động bằng sự sống của chính Thiên Chúa. Biết bao người tín hữu kéo lê cuộc đời của mình một cách nhạt nhẽo, trống rỗng, không hề có chút tiến bộ nào đến gần Thiên Chúa hơn. Mặc dù là họ đi lễ hàng ngày, họ chịu khó nghe giảng, chỉ vì họ cầu nguyện chiếu lệ, họ đọc vanh vách, họ học đọc ra rả các kinh, đủ các loại kinh, họ cầu nguyện lớn tiếng, tuy nhiên lòng trí của họ lại đi đâu và tâm trí của họ ở chỗ nào? Họ đọc cho mau xong rồi để làm những việc họ thích. Đừng như vậy, mẹ nhắc các con hãy nói bây giờ đối với tôi không có gì quan trọng bằng đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là cuộc sống, không phải là lời kinh chết, lời cầu chết. Mỗi khi ta hấp tấp đọc kinh cầu nguyện cho lẹ, mau mau rồi để làm việc này việc kia, chính lúc đó ta hãy thắng mình lại và lấy lời mẹ dạy để mà tự nhủ mình rằng không, giờ này là lúc tôi phải cầu nguyện và cầu nguyện với tất cả con tim của tôi.
vì không có việc gì quan trọng cho bằng việc cầu nguyện. Mọi việc khác cứ để đó, cầu nguyện xong rồi hãy tính. Chúng ta hãy chìm đắm vào trong đời sống tương quan, thưa chuyện trực tiếp với Chúa, không cần phải lời hoa mỹ, chỉ là những lời đơn sơ khẩn thiết cầu xin Chúa và thưa chuyện với Chúa, bởi vì Ngài chính là cha nhân lành của mỗi người chúng ta. Ngài là một người cha vô cùng quyền năng, là một người cha vô cùng giàu có. Chúng ta sẽ không thiếu thốn bất cứ điều gì khi chúng ta về cùng cha và luôn thưa chuyện, tâm sự và tìm cách làm đẹp lòng cha của chúng ta. Sức mạnh của con chẳng phải bao xanh.